Hạ Hòa đã tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2023. Các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ sôi động và tham gia các trò chơi vui tươi, bổ ích. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 15 suất quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Chương trình Trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Đêm hội góp phần động viên, khích lệ thêm, tiếp động lực cho các em bước vào năm học mới đạt thành tích tốt, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.